Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào bà con. Hôm nay tôi có thời gian ra vườn để tiếp tục giới thiệu cho bà con về một sản phẩm. Hiện nay thì các bác gọi điện cho trung tâm cây giống rất nhiều về cách khắc phục sâu bệnh cho cây. Chúng ta dùng cái thuốc nào? Những video trước thì chúng tôi đã tư vấn bà con, nhưng mà chúng tôi chưa làm về những cái sản phẩm cũng thuốc mà tại những trung tâm cây giống lớn như chúng tôi đang sử dụng. Thì như những nhà vườn nhỏ lẻ thì họ sẽ thường giữ bí quyết và họ không bao giờ phô đâu. Nhưng mà đối với đơn vị của chúng tôi thì chúng tôi luôn luôn muốn đem lại cho bà con những cái chất lượng về ngành nông nghiệp tốt nhất. Ngoài ra còn cung cấp cho bà con những cây giống có đảm bảo. Đấy, bà con nên nhớ là khi mà chúng ta gặp cái trường hợp, hôm nay chúng ta sẽ làm về một cái sản phẩm là tiêu diệt sâu cuốn lá và sâu đục thân. Đấy, và ong độc, cái loài bướm côn trùng gây hại cho cây. Thì tại đơn vị trung tâm cây giống Tam Đảo chúng tôi thì đối với hầu hết tất cả các loại cây lâm nghiệp và cây dược liệu, mà khi gặp những cái trường hợp sâu ăn lá hoặc là sâu cuốn lá, sâu đục thân ấy, thì dùng sản phẩm nào, thì đây bà con có thể nhìn ở đây là thuốc trừ sâu. Đấy, Boema. Đây là sản phẩm mà chúng tôi hay dùng. Đấy. Thì cái này nó so với những cái sản phẩm khác thì chúng tôi đánh giá cái sản phẩm này nó rất là tốt. Nó hiệu quả rất là nhanh. Có những sản phẩm không chỉ là chúng ta cứ hay dùng của Trung Quốc đâu, nhưng mà những sản phẩm của người Việt của chúng ta bây giờ sáng tạo ra mà nghiên cứu thậm chí tốt hơn của Trung Quốc rất là nhiều. Cái này sản xuất thì kính thưa các bác là cả sản xuất ở đây thì chúng tôi đọc xem là nó ở Việt Nam đây này, ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Sản phẩm của Việt Nam. Sản phẩm này thì chúng tôi phun rất nhiều cho cây. Những cây là ví dụ như độc đục thân các thứ là tôi pha ra. Ở trong này là dạng bột dạng viên ấy, viên bột ấy. Thì chúng ta pha mấy nước ra thì những cái chỗ nào mà sâu đục thân vào cây là chúng ta bơm trực tiếp vào. Đấy, bơm trực tiếp vào là sâu nó sẽ bị diệt ngay, nhưng tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải có thêm những cái bả chát cho cây, keo liền sẹo cho cây để cho cây phát triển. Đấy. Đây là cái video ngắn này thì chúng tôi muốn chia sẻ cho bà con thêm một cái sản phẩm là thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra thì chúng tôi ở đây cũng có rất nhiều các sản phẩm thuốc khác, ví dụ như là phân bón hữu cơ này, kích rễ này. Đây, đối với sản phẩm kích rễ này, những cái cành to như thế kia thì chúng tôi vẫn kích này. Đây bà con này, đây toàn bộ là cành nhá. Cành to như này chúng tôi kích sống hết. Đấy. Bà con mà muốn mua kích rễ thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi, hoặc những sản phẩm bảo vệ thực vật thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ có những cái phương án để báo giá cho bà con và chúng tôi cung cấp cho bà con những cái sản phẩm kích rễ tốt nhất. Đấy, và ngoài ra những cái sản phẩm hỗ trợ chữa bệnh cho cây tốt nhất mà hiện nay những cái trung tâm nhà vườn lớn họ đang dùng nhiều. Ngoài ra thì là những cái nhà vườn nhỏ lẻ thì họ giữ bí quyết, họ hầu như là không phô đâu. Đó, thì tôi cũng chia sẻ bà con thế là hiện nay thì nhiều khi là nói ra thì các nhà vườn hay tự ái. Nhưng mà thôi, xin chào, cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Xin chào và hẹn gặp lại.